điện thoại 3 số mà giờ 925 đẹp với tình trạng gọi là hiếm gặp luôn. Tiếp tục ngày hôm nay chúng ta cùng nghe và chiêm ngưỡng nó để trước khi Khang Minh chia tay bên đường trao trả bất luận trong An Giang. Thì cái cặp lo này Khang Minh cầm đến về trong ít ngày vừa qua, quay video giới thiệu, sau đó là chụp một số hình ảnh đăng lên Zalo, Facebook. Nói chung là cái tình trạng gọi là kinh điển, ít gặp, 925, full đơn 4 tốc của cái mà giờ đầu 9. Rất nhiều các bác quý anh em đã chậm tay cặp lo này. Khang Minh quay video xong, chụp hình ảnh xong, Khang Minh lại gói đi lông lại. Và ngày hôm nay lại khui ra, đấy, test âm cho lời kêu 1-2 bản nhạc, sau đó là đóng gói dán tem lên đường. Loa gọi là thơm hắc luôn và đẹp với tình trạng hiếm gặp, tiền nào của đấy. Khang Minh xin nhắc lại, mọi sự so sánh nó đều khập khiễng, và Khang Minh xin chân thành cảm ơn bác Luận An Giang đã ủng hộ sản phẩm.